Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của Thịnh Vũ Audio ha. Thì mình là Khánh. Thì như mọi người đã biết á, thì thương mại điện tử hiện nay đang ở Việt Nam đang rất là phát triển. Tất cả các ngành đều có thương mại điện tử, như là ngành ô tô nè, ngành mỹ phẩm nè, và ngành âm thanh của mình cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên thì với cái ngành âm thanh của mình thì mọi người có nên mua sản phẩm online hay không? Thì hôm nay mình với mọi người sẽ cùng phân tích ra những cái ưu nhược điểm, những cái khó khăn khi mua một cái dàn âm thanh online nó sẽ như thế nào. Thì mình với mọi người sẽ cùng phân tích và tìm hiểu xem nhé. Bắt đầu thôi. Thì với cái ngành âm thanh của mình, tại sao mình nói nó là một ngành đặc thù? Bởi vì cái ngành âm thanh mình là ngành có gu, nó khác với ngành ô tô nhá. Chẳng hạn như mình ví dụ cho mọi người dễ hiểu đi, ví dụ như mọi người nghe một anh reviewer nói nào đó, nói về một cái sản phẩm ô tô, mọi người nói là cái xe đó nó có thông số kỹ thuật như thế nào, rồi cái xe đó nó có mạnh hay không, nó chạy có nhanh hay không, thì thông qua reviewer mọi người có thể hiểu được tương đối chính xác là cái xe đó, một cái sản phẩm đó nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên với cái ngành âm thanh của mình thì một reviewer có thể khen cái loa đó nó hay như thế nào đó, tuy nhiên với vì mỗi người sẽ có một cái tai nghe, mỗi người sẽ có một cái gu nghe, nên nhiều khi là cái anh reviewer đó, anh mình ví dụ như anh reviewer đó anh thích nghe tiếng Bass nhiều đi ha, thì anh sẽ thấy những cái loa như những dòng của chữ ở châu Mỹ á, như là của Mỹ này đó, nó sẽ có như những thương hiệu như JBL Clip này, tiếng Bass nó sẽ rất là nhiều, Midler nó cũng nhiều luôn, thì anh sẽ nghe những dòng đó hay. Tuy nhiên với mọi người, nếu như mình đi, mình là một người mình không thích tiếng Bass quá nhiều, nên là mình sẽ lại hợp với những cái dòng của châu Âu, mình sẽ nghe mid chép nhiều hơn. Nên ví dụ như nếu bọn mình tin cái anh reviewer đó, mình nói là cái anh nó nghe bảo cái loa nó hay, mình mang về nhưng thực tế là nó khác với cái gu của mình, thành ra nó sẽ không hay nữa, mà mình cảm thấy mua như vậy là mình nó sẽ sai đó. Thì đó là, nhưng mà thực tế cái loa nó không hề dở, và cái anh reviewer cũng không hề lừa mọi người, tức là anh nghe thấy hay thiệt, nhưng mà với mình, với bản thân mình nghe mình lại thấy không hay. Thì đó là chính là cái khó khăn của ngành âm thanh, tức là sao, tức là mỗi người có một gu, mỗi người sẽ tùy mỗi cảm nhận, mỗi người sẽ biết được cái loa đó nó có hay hay không, nó có hợp với mình hay không đó. Nên thường là mọi người nếu mà muốn mua âm thanh thì thường là phải đi đến trực tiếp showroom để mà nghe. Ok, cái thứ hai nữa, khi mà cái việc khó khăn trong ngành audio này, tức là cái demo sản phẩm. Nếu mà demo sản phẩm online thì mọi người có thể thấy như Thiên Vũ đã làm, là Thiên Vũ hay quay clip cho mọi người, rồi thu âm lại cho mọi người, quay cho mọi người nghe những cái clip test về sản phẩm này kia. Tuy nhiên á, nó sẽ có khó khăn ở chỗ này, tức là mình quay như thế thôi, nhưng mà lúc cuối video clip Thiên Vũ lúc nào cũng khuyên mọi người á, là nên trải nghiệm thực tế sản phẩm trực tiếp tại showroom nó mới chính xác nhất. Bởi vì sao ạ? Để mình sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Đầu tiên ví dụ như mọi người demo một cái loa đi ha, một cặp loa rất hay. Mình cho cặp loa đó, mình cứ cho cặp loa đó 10 điểm đi. Nó sẽ đánh được giải từ 30Hz đến 20kg luôn ha. Rồi, tuy nhiên ok, bây giờ mình quay clip, mình thu lại một cái bản nhạc gì đó của cái từ hai cặp loa đó ra. Thế thì mọi người sẽ quay video từ thiết bị nào ạ? Mọi người sẽ quay qua điện thoại nè, mọi người sẽ quay qua máy ảnh nè, có nhiều người kỹ hơn, mọi người sẽ quay vừa qua máy ảnh mà vừa qua mic thu luôn. Cái mic thu trên điện thoại, cái mic thu trên máy ảnh, nó có thu được đầy đủ cái giải mà cái loa đáp ứng hay không, thì cái này sẽ tùy vào cái thiết bị của cái người quay cho mọi người. Ví dụ như trong điện thoại đi ha, mọi người nếu mà mọi người mình thấy iPhone á, cái dòng iPhone á là cái dòng có tiếng mic thu tốt nhất trong cái dòng điện thoại. Nếu mọi người mà thử qua những dòng khác như Samsung, như qua những cái dòng của điện thoại của Trung Quốc như Vivo nữa, thì những cái dòng đó cái mic thu của nó rất là kém, mà hầu hết thu là thiếu giải. Chỉ có duy nhất là mình thấy là cái iPhone á là nó thu nó tương đối chính xác nhất, tuy nhiên nó cũng không thể nào đầy đủ toàn bộ cái giải mà cặp loa đáp ứng được, từ 30 đến từ 30Hz đến 20kg là không thể nào một cái mic thu điện thoại có thể thu nổi. Thậm chí ok, nếu mà mọi người có những cái audio người ta đầu tư, người ta mua nguyên một cái mic thu riêng, người ta thu được toàn bộ giải luôn của sản phẩm đó luôn. Ok, mình chấp nhận cho nó luôn. Ok. Và với bằng một cách nào đó người ta thu được hết lại xong rồi, mọi người sẽ đưa lên các nền tảng online, ví dụ như là Facebook này, những ví dụ như là YouTube như mọi người đang xem đây, thì mình cho luôn là bằng một cách nào đó cái file thu đó nó lên YouTube, nó lên Facebook mà nó không bị bóp lại chất lượng lại. Đương nhiên cái này nó sẽ có bóp ra, nhưng mình ví dụ cho mọi người là nó không bị bóp lại luôn.
Thì ok, khi mọi người bắt đầu mọi người mở cái file đó lên, mọi người mở cái video clip đó lên, mọi người nghe lại, thì cái thiết bị mà mọi người nghe lại là cái gì? Mình sẽ gọi nôm na cái thiết bị đó là cái thiết bị tham chiếu. Thì thiết bị tham chiếu mọi người thường mà mọi người hay coi á, một á là trên điện thoại này, loa điện thoại này, loa tivi này. Còn nếu mà ai ok hơn mà có dàn âm thanh sẵn ở nhà, mọi người sẽ nghe trên cái dàn âm thanh ở nhà của mọi người. Tuy nhiên cái thiết bị tham chiếu này của mọi người nó có đáp ứng được hết, nó ra được hết những cái gì bản thu thể hiện hay không, thì cái này nó tiếp tục lại phụ thuộc vào cái thiết bị tham chiếu mọi người nữa. Chẳng hạn như cái loa điện thoại đi, một cái loa điện thoại thì không bao giờ có bát, có tiếng bát. Nên là nhiều khi có nhiều khách hỏi sao sao Thiên Vũ test cái loa Bose với cái loa EV hay là những cái loa JBL này sao mà nó không có bát. Nhưng mà thực tế trong cái bản thu đó tiếng bát ra rất nhiều. Nhưng mà cái thiết bị tham chiếu của mọi người là một cái loa điện thoại thì nó không bao giờ nó ra bát được. Đó là do cái loa điện thoại chứ không phải là do cái bản thu và cũng không phải do thiết bị luôn. Thiết bị tham chiếu của mọi người có thể là cái loa TV rồi hoặc một cặp loa. Thì thật ra cái loa TV nó cũng chỉ có tiếng bát một phần thôi. Hoặc là những cái sao ba xem TV của mọi người, hoặc là những cái loa buxe của mọi người nghe, hoặc thậm chí cả những cái tai nghe mọi người nhét vào đây luôn. Thì thật ra nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái dải âm thanh, cái dải mà cái loa hoặc cái tai nghe hoặc bất cứ cái thiết bị gì mọi người dùng để tham chiếu, để mọi người nghe lại cái bản thu đó. Cái giải đáp ứng nó sẽ phụ thuộc vào cái thiết bị của mọi người chứ không phải nó phụ thuộc vào cái thiết bị mà thực tế đang ở cửa hàng. Mọi người khi mọi người nghe online, mọi người sẽ qua hai lần sai số. Sai số thứ nhất là sai số về bản thu, tức là bản thực tế so với bản thu nó bị sai lệch đi. Và thứ hai nữa là từ bản thu đến tai mình nghe kế mình nghe tiếp tục nó lại sai lệch đi tiếp. Tức là mọi người thấy cái sự sai lệch nó đã qua hai lần rồi. Tức là gần như là mọi người nghe online nó sẽ không có giá trị hết. Gần như mọi mình khẳng định nó không giá trị hết, bởi vì nó lệch hoàn toàn rồi. Nó lệch hai lần sai số là coi như mọi người chỉ chính xác được khoảng 30-40% cái chất âm của cái loa đó thôi, còn lại không thể nào chính xác 100% được mọi người ha. Ok, đó là mình mới nói về cái phần đơn giản nhất là cái phần nghe nhạc thôi nha mọi người. Còn nếu mà thêm về cái ngành karaoke bên mình hay làm hoặc xem phim nó còn rắc rối nữa. Mình ví dụ đi, đi bên karaoke đi ha. Mọi người thấy một cái clip thì một đại lý đăng lên, một cái cửa hàng đăng lên, mọi người thấy cái loa này hát hay quá, hát thoát tiếng quá, hát tốt quá. Nhưng thực tế đó là do cái người hát. Mọi người không thể biết được là nếu mình đưa mình vào cái vị trí cái anh hát đó thì mình có hát được như thế hay không. Thực tế thì mình phải hát trực tiếp tại đó thì mình mới biết được là cái loa đó, cái dàn đó, cái sản phẩm đó nó có nhẹ hay không, có hát được hay không, effect ra nó có hay hay không, có êm hay không. Thì mình phải test trực tiếp chứ mình nghe qua clip thì mình không thể biết được. Thậm chí có những cái tiếng vỡ tiếng của cái loa mọi người không nghe thấy được đâu, bởi vì cái loa mọi người không đáp ứng được rồi, tiếng thu cũng người ta có thể cắt xén cái phần đó. Nên là khi mà karaoke còn khó nữa, karaoke hầu hết là mọi người toàn thấy là ai cũng đó cũng hát hay cả đúng không, hát hay rồi đưa lên rồi hát rất là lớn, hát rất là khỏe. Nhưng thực tế mình vô mình hát rất là nặng, bởi vì sao? Thì vì người ta hát được rồi, người ta hát, thậm chí người ta bỏ mic ra người ta hát vẫn được rồi, chứ người ta cũng không cần cái mic nữa mà người ta cũng không cần effect, người ta đã hát được rồi. Nên là khi mình thực tế mình đưa vô mình hát nó nặng lắm. Nên là karaoke là bắt buộc mọi người phải lên mình hát trực tiếp mới biết chính xác được. Còn phim còn khó nữa mọi người. Ví dụ như mọi người biết rồi đấy, phim đi, chẳng hạn như hệ thống phim thì nó có hiệu ứng mà 5.1, 7.1 đi, surround này kia đi ha. Thì làm sao mà một cái đại lý nào đó, ví dụ như bên Thiên Vũ, làm sao Thiên Vũ có thể thu được toàn bộ cái chất lượng mà 5.1, 7.1 lại vào một cái bản thu được. Rồi ví dụ như Thiên Vũ có đầy đủ các thiết bị để thu được ok ra một cái file YouTube ra 7.1, 5.1 luôn đi. Thì thứ nhất là YouTube nó không đáp ứng chuyện đó, YouTube không ra được 5.1, 7.1, ok. Thứ hai, ví dụ như mình bỏ qua YouTube, mình đúp lên một cái file đi, cái file đó ra được 5.1, 7.1 thì đưa qua mọi người nghe, mọi người cũng phải có thiết bị 5.1, 7.1 gì đó, mọi người tham chiếu lại thì mọi người mới thấy được cái hiệu ứng của nó chứ, đúng không? Thế thì nó còn khó gì nữa, chưa kể đến bản quyền của phim. Ví dụ như đăng clip Thiên Vũ, mọi người thấy ví dụ Thiên Vũ mà đăng clip phim thì nó lên là Thiên Vũ chỉ dám đăng những vài chục giây gì đó thôi chứ không bị đánh bản quyền liền. Nên cái phim nó cực kỳ khó. Phim nó chắc chắn mọi người nói phim riêng gì riêng về phim là chắc chắn mọi người phải lên showroom, mọi người phải lên cửa hàng, mọi người nghe thử sản phẩm, trải nghiệm thử mới biết được chính xác được là hệ thống đó nó có ok không, ngon lành hay không. Đó, karaoke cũng vậy thôi. Với những khách hàng mà ở xa, ở miền Trung hoặc là ở Bình Dương, Đồng Nai gì đó mà không có điều kiện có thể lên đến showroom ở trên Sài Gòn mà để nghe thử sản phẩm thì bắt buộc phải mua online á, thì cách giải quyết sẽ là như thế nào?
thì mình clip tiếp theo ở đây á, mình sẽ cho mọi người một số cái mẹo để mua sản phẩm âm thanh online làm sao cho nó, mình nói là đỡ bị nhầm nhất, chứ không phải đúng nhất nha, không phải chính xác nha, đỡ bị nhầm nhất, nó tránh sai số nhiều nhất, để mọi người có một chút kinh nghiệm, mọi người nghe thử các sản phẩm trên online để mọi người đưa ra cái quyết định có chính xác hơn. Vậy là mọi người đã biết được là nên mua dàn âm thanh online hay offline là có lợi hơn rồi ha. Thì nhớ đăng ký kênh nè, like, share, subscribe cho mình ha, để mình có nhiều động lực hơn để làm clip tiếp theo. Và nhớ bấm vào cái chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ clip nào của mình. Bật về clip tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm sao mua hàng online về ngành âm thanh không bị nhầm lẫn. Bye bye.